nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm giúp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Rời đô đã bảo toàn được lực lượng cho chúng ta chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài. Núi rừng Việt Bắc trở thành thủ đô kháng chiến. Nơi đây là trung tâm đầu não của cách mạng Việt Nam. Đồi Khao Tí, Thái Nguyên là nơi Trung ương và Chính phủ đặt trụ sở làm việc, chỉ đạo cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện trong cả nước. Cứ khi nào mở chiến dịch lớn thì Trung ương phải chuyển chỗ. Thế là luôn luôn phải có một cái đội công tác để đi làm nhà, chọn địa điểm và làm nhà. Thì cái này bên văn phòng Trung ương, văn phòng Chính phủ và chỗ Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Quốc phòng phải phối hợp với nhau để tìm những địa điểm khác nhau để chuyển. Những ngày đầu kháng chiến, để vận hành bộ máy của Chính phủ làm việc đồng bộ trên các phương diện chính trị, quân sự, ngoại giao, các công binh xưởng, xí nghiệp, nhà máy với hàng vạn tấn máy móc nguyên vật liệu được bí mật chuyển lên Việt Bắc đã sẵn sàng sản xuất và phục vụ chiến đấu. Nếu việc đàm phán ngoại giao với Pháp không thành với tiêu chí tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ, các huyện Chợ Đồn, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Định Hóa, Đại Từ được chọn làm an toàn khu để các cơ quan chính phủ và Bộ Tổng Tư lệnh lãnh đạo kháng chiến. Cơ quan trung ương lên thì mọi người đều ý thức được rằng cơ quan mới lên là bước đầu chân ướt chân ráo là sẽ có nhiều khó khăn. Cho nên là nhà nào cũng sẵn sàng là với một cái tinh thần là ngoài việc nhường nhà cho cán bộ và cơ quan ở, thì cũng có ý thức là có gì ăn ấy. Nghĩa là có cơm thì nhường cơm, có chăn thì nhường chăn. Đấy, thì lúc đó tức là gì? Lên là ở, quây quần với nhau như là một gia đình. Trước cửa gia đình tôi ấy, thì có con đường từ Khẩu Tí về gia đình nhà tôi. Thế thì chiều chiều thì tôi thấy có ba người đi, thì một người đi trước, người đi thứ hai thì chống một cái gậy và có một cái khăn mặt vắt vai, chân mặc bộ đồ màu nâu, chân quần thì ống cao ống thấp. Thế hỏi ra thì biết đấy là ông Ké. Mắt của bác là rất là sáng, mà sáng lạ thường so với các cụ trong làng chúng tôi được gặp. Từ cái thời gian ấy thì được các anh nói là bây giờ ông Ké về đánh Tây đuổi Nhật, nhân dân chúng ta có cái nhiệm vụ là phải bảo vệ giúp đỡ cho cụ được làm được việc. Thế tôi bây giờ mình là thanh thiếu niên thì nhi đồng trong xóm giúp thế nào được? Các ông đi làm việc biết thế nào? Các anh bảo không phải, giúp tức là phải giữ gìn bí mật để cho bác hoạt động. Thế là giữ bí mật bằng cách tức là ba không,
không biết, ai hỏi không biết, không thấy, và có thấy cũng không nói. Với tầm nhìn xa, trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề ra nhiệm vụ đối ngoại để nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 1947, chính phủ Pháp cử ông Paul Meade lên Việt Bắc như là một sứ giả đối thoại với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tại thủ đô kháng chiến, ông Hoàng Minh Giám thay mặt chính phủ đã nhận một thông điệp của Pháp với lời lẽ áp đặt mang tính ngạo mạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh phản đối mọi nội dung của bản thông điệp ấy. Người nói, thà chết không chịu làm nô lệ. Đây là cuộc đối thoại cuối cùng về mặt ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp trong suốt cuộc kháng chiến 9 năm. Tháng 10 năm 1947, Pháp huy động gần 2 vạn quân. Sau khi có quân tăng viện từ Pháp sang, mở một quả binh lớn đánh lên Việt Bắc. Chúng mở 2 gồng kim. Một gồng kim là đi theo đường quốc lộ 4 từ Lạng Sơn đến Cao Bằng để bao bọc từ phía Bắc. Một gồng kim là đi theo đường thủy sông Hồng qua ngã ba Hạc Trì tiến vào sông Lô, tức là binh đoàn có Mi Nam, còn binh đoàn ở đường số 4 là binh đoàn Bô Phrê. Sau khi hai gồng triển khai rồi thì đổ nhảy dù trực tiếp xuống Bắc Cạn vào ngày 7 tháng 10. Đó. Đình tức là nghĩa là chộp ngay, tức là cái cơ quan đầu não kháng chiến của ta bắt sống Hồ Chủ tịch. Này. Thì khi mà nghĩa là địch nhảy dù như vậy thì là đại tướng Nguyễn Giáp đến gặp bác Hồ. Bác Hồ nói là địch dùng hai gồng cung như vậy là có nhất là một cái ô chụp xuống đầu chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta bại gãy hai cái gồng kim hai bên á, thì cái ô đó gãy càng thì ô đó biến thành ô rách. Cho nên tức là ta đã tức là dùng vườn không nhà trống để bảo vệ căn cứ địa. Thì Thái Nguyên nhận được cái lệnh là tiêu hủy kháng chiến để chống, khi mà địch đến thì nhà không còn chống, do đó cho nên tạo điều kiện khó khăn cho thằng địch. Thị xã Thái Nguyên là vào đầu năm 47 là Bác Hồ kêu gọi để tiêu hủy kháng chiến thì nhân dân phá những cái công trình cũ, thí dụ như là tòa sứ cũ của thực pháp, rồi thì các cái công sở của nó, những cái nhà của mình phá đi để tiêu thổ kháng chiến, để mà chống với lại quân thù, do đó cho nên nhân tự nguyện thôi. Cay cú trước những áp đặt về chính trị và ngoại giao của kẻ mạnh không thành, Pháp âm mưu tiến công lên Việt Bắc, hòng bắt sống và tiêu diệt đầu não của cuộc kháng chiến. Ta biết trước dã tâm đó, kêu gọi người dân thực hiện vườn không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến. Lửa rực cháy khắp thị xã Thái Nguyên. Đặc phái viên cao ủy Đông Dương Paul Meade đã phải thốt lên với báo chí. Tôi vừa sửng sốt vừa khâm phục, những người dân đã tự tay phá sạch nhà mình. Khó có sức mạnh nào khuất phục nổi một dân tộc có tinh thần hy sinh vì độc lập như vậy. Cho tới cuối năm 1947, lực lượng vũ trang của ta khoảng 6 vạn người, vũ khí chủ yếu là tự tạo, rất thô sơ và một số thu được của Pháp. Chúng ta không có lợi thế về hỏa lực, nhưng lực lượng của chúng ta lại cơ động và được nhân dân hết lòng ủng hộ. Từ kinh nghiệm chiến đấu, theo lối đánh phòng thủ tại chợ Đồn, chợ Mới, cho thấy các đơn vị chủ lực của ta có khả năng đánh tập trung, tấn công đối phương tại những nơi chúng ít đề phòng. Với phương châm ngự nông ư binh, vừa linh hoạt vừa chủ động, ta đã khiến quân Pháp luôn rơi vào thế bị động. Cái trận Buôn Lao Lũng Phây nó có cái ý nghĩa là từ địch vận chuyển tự do trên đường số 4. Thì nay con đường số 4 bị cắt hẳn và chúng ta thực hiện được cái khẩu hiệu là chặt đứt đường số 4. Thu đông năm 47, Pháp mở 2 gọng kìm đánh lên Việt Bắc. Bộ binh theo đường số 4,
thủy binh ngược sông Hồng, sông Lô đi lên nhằm vây chặt căn cứ địa cách mạng. Nhưng chúng không xác định được nơi đóng quân đầu não của ta. Pháp đánh vào rừng núi, vào chỗ không người, vì thế không đạt được mục đích ban đầu. Khi rút lui, bị trận đánh tơi tả, âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh, phá sản. Quân đội Pháp bị đánh bại ở trên đường số 4 qua nhiều trận phục kích nổi tiếng mà chúng ta biết, và không thực hiện được cái kế hoạch, tức là hồi sư ở Bản Thị. Quân nhảy dù thì sau khi lùng sục cũng tìm được cái căn cứ hành chính của ta, và cái đảo binh đi bằng thủy trên sông Lô thì đã bị, tức là đánh chìm nhiều tàu chiến. Thì kết quả là chiến dịch tấn công miền Bắc của Pháp thất bại, và tức là nghĩa là chiến dịch phía Bắc của Pháp kết thúc vào tháng 12 năm 47. Đảng ta và Tổng quân ủy đã đề ra phương châm chiến lược cho toàn cuộc kháng chiến, đó là toàn dân, toàn diện, trường kỳ. Tại nhiều vùng sau lưng địch, bộ đội địa phương và dân quân du kích vẫn tích cực hoạt động, làm cho Pháp bất an. Chính phủ đề ra chính sách giảm tô giảm tước để củng cố hậu phương. Từ các vùng địch hậu, nguồn cung cấp nhân lực, lương thực, hàng hóa vẫn được huy động ra mặt trận. Thu đông năm 1950, Bác Hồ đi chiến dịch biên giới. Người nói với chỉ huy và chiến sĩ tham gia trận đánh: chúng ta phải phá thế bao vây của Pháp, mở cánh cửa đến với các nước anh em. Dù khó khăn ác liệt, chúng ta phải đạt được mục đích đó. Tôi lúc đó được đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, cử lên là đại diện ở mặt trận biên giới. Tình hình lúc đó cũng đã rất căng thẳng, bởi vì chúng ta là gì mà có điều kiện làm được đạn lúc đó, chưa nói là đạn súng trường, súng máy, mà đây là còn cả đạn súng cối, đạn đại bác nữa. Nếu không mở được chiến dịch biên giới này, không có tiếp tế vũ khí đạn dược của Liên Xô qua Trung Quốc, mà cả được một phần tiếp tế lương thực cho quân đội đó. Cho nên tất cả mọi lực lượng tập trung vào chiến dịch biên giới. Trong chiến dịch biên giới thì bộ phận chuẩn bị chiến trường thì đã chọn cái điểm đột phá chiến dịch là thị xã Cao Bằng. Nhưng mà khi lên đến mặt trận thì bản thân tư lệnh chiến dịch, đại tướng tổng tư lệnh kiêm tư lệnh chiến dịch đã tự mình đi trinh sát thực địa. Đó là một cái tác phong mà chúng tôi học tập. Qua việc tự mình quan sát thế bố trí của địch và nhìn thấy rõ con sông, mà nghĩ đến các cái việc mà bộ đội ta phải đột phá qua con sông rồi đánh vào cái thị xã Cao Bằng rất là kiên cố, thì đại tướng suy nghĩ và với khả năng của quân đội ta lúc đó thì đề nghị Bác Hồ chuyển hướng đột phá chiến dịch, không đánh vào thị xã Cao Bằng mà đánh vào Đông Khê. Từ đó rung động làm cho địch ở Cao Bằng phải rút, và bộ phận của Lơ Pa sẽ từ Thất Khê lên đón và nắm lấy thời cơ, hai binh đoàn ấy lọt vào khu vực mà ta có thể lợi dụng địa hình để triển khai lực lượng của đại đoàn 308 cùng với trung đoàn 174, trung đoàn 209 tiêu diệt hai binh đoàn lớn của Lơ Pa và của Sa Tông, gây một chuyển biến lớn trong cuộc chiến cuộc của Đông Dương lúc bấy giờ, mà người Pháp coi đó là thảm họa Cao Bằng. Chiến dịch đó đánh dấu một cái bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta. Từ tác chiến du kích phân tán đã bắt đầu tiến lên tác chiến tập trung, quy mô là 5 trung đoàn. Đấy. Và nó giải phóng một biên giới rộng lớn từ Cao Bằng, Lạng Sơn cho đến Tần, Đinh Lập. Đấy. Tạo điều kiện mở toang biên giới và tạo điều kiện cho ta tiếp nhận sự viện trợ của các anh em. Cuối năm 49 thì giải phóng quân Trung Quốc đã tiến sát biên giới Việt Trung rồi. Và ta bắt đầu là
do kết quả đàm phán giữa Bác Hồ với lại lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Liên Xô, thì Trung Quốc sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ chủ yếu giúp ta theo sự phân công với Liên Xô. Vì Liên Xô bảo rằng Liên Xô như vậy là bần giúp các nước Đông Âu và Trung Âu, cho nên bên Trung Quốc là giúp các nước Đông Nam Á, thì giúp vũ khí trang bị quân sang quân dụng và cử một đoàn cố vấn quân sự sang giúp ta xây dựng và tác chiến tập trung. Bước sang năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn quyết định. Để củng cố và lãnh đạo tốt cuộc kháng chiến, Đại hội Toàn quốc lần thứ 2 của Đảng khai mạc từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 tại Tuyên Quang. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cơ bản cho cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất cho dân tộc, xóa bỏ tàn tích phong kiến, làm cho người cày có ruộng, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Cùng với hoạt động của Đảng, ở Việt Bắc đã diễn ra Đại hội Mặt trận Liên Việt làm nòng cốt cho khối đại đoàn kết toàn dân với khẩu hiệu quân sự trên hết, tiền tuyến trên hết. Đại hội đã bầu ông Tôn Đức Thắng làm chủ tịch. Hội nghị Trung ương 5 khóa 2 họp tại Việt Bắc đã thông qua cương lĩnh về cải cách ruộng đất. Theo đề nghị của chính phủ, Ban Thường trực Quốc hội đã thông qua luật cải cách ruộng đất nhằm bồi dưỡng sức dân và tạo động lực thúc đẩy cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Cuộc cải cách về điền địa đã đưa người nông dân từ kiếp làm thuê trở thành người chủ trên đồng ruộng của mình. Khắp các miền quê, tư tưởng và tình cảm của nhân dân đặt niềm tin tuyệt đối vào Bác Hồ, tin tưởng kháng chiến sẽ nhất định thắng lợi. Đồng bào hứa với Bác sẽ tự nguyện đóng góp nhân lực, vật lực cho quân ta ăn no đánh thắng. Từ tháng 3 năm 52 thì rút kinh nghiệm mấy chiến dịch lớn ở Đông Băng bị hạn chế thắng lợi, Đảng ta chủ trương chuyển hướng, tức là chuẩn bị mở một chiến dịch quy mô lớn lên Tây Bắc nhằm ba mục đích: tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một bộ phận đất đai ở Tây Bắc và tranh thủ nhân dân. Phát huy những thắng lợi về mặt quân sự trên các chiến trường cả nước, năm 1952, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và các cán bộ cao cấp của quân đội đi nghiên cứu chiến trường Tây Bắc, phân tích tình hình thực tế, qua đó nhận định phương hướng chiến lược có lợi lúc này là chiến trường rừng núi. Ta chủ trương tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tìm nơi sơ hở của địch mà đánh, và hướng tiến công chính của chủ lực là Tây Bắc. Đại tướng Tổng Tư lệnh ra mệnh lệnh tiến quân vào Tây Bắc, tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng nhân dân, giải phóng một bộ phận đất đai của Tổ quốc. Thị trấn Nghĩa Lộ nằm giữa một thung lũng rộng lớn, có đông đúc dân cư, một nút chặn quan trọng trên đường tiếp tế cho cả vùng Tây Bắc. Trong ngày bước vào trận chiến đấu, tiểu đội trưởng Giáp Văn Cương thuộc đại đoàn quân tiên phong được trao lá cờ quyết chiến quyết thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ chiến sĩ đại đoàn: chiến dịch này là chiến dịch rất quan trọng, các chú phải đánh cho thắng. Ngày 17 tháng 10 năm 1952, hai trung đoàn của đại đoàn 308 tiến công vào Nghĩa Lộ. Tiểu đội trưởng Giáp Văn Cương phất lá cờ chiến thắng trên nóc hầm chỉ huy địch: chúng ta đã bắt sống đại tá Chi Liêu, chỉ huy phân khu Nghĩa Lộ và toàn bộ chỉ huy phân khu. Sau 10 ngày chiến đấu, trong đợt 1 của chiến dịch Tây Bắc, chúng ta đã giải phóng một vùng đất đai quan trọng trải dài từ hữu ngạn sông Hồng đến tả ngạn sông Đà, rộng 1 vạn cây số vuông. Tại chiến dịch này, phương châm hoạt động của chúng ta là đánh dài ngày,
đánh liên tục, tiến từng bước vững chắc, đồng thời sẵn sàng nắm thời cơ thuận lợi để phát triển nhanh chóng. Về chiến thuật là vây điểm diệt viện, thực tiễn chiến trường đã chứng minh tính đúng đắn của ta trong chiến thuật chiến đấu trên địa bàn rừng núi. Bị thất bại, địch quyết định tăng cường binh lực cho cứ điểm Nà Sản để chống trả với Việt Minh, quyết giữ vững vùng chiến lược Tây Bắc. Đợt 1, ta giải phóng phần lớn, tức là vùng đất đai rộng lớn ở thả ngàn sông Đà và hữu ngàn sông Thao. Sang đợt 2, thì là địch, tức là có cùng về để phòng thủ sông Đà, thì ta vượt sông Đà. Nà Sản, đó là tên gọi mà làng người dân tộc Thái ở giữa một thung lũng dài 5 cây số, rộng 2 cây số. Xung quanh có núi đồi bao bọc, cách Hà Nội 190 cây số theo đường chim bay và mất khoảng 40 phút đi bằng máy bay. Giữa lòng chảo có một sân bay dùng cho máy bay hai động cơ Dakota lên xuống. Vị trí Nà Sản quan trọng trong việc tiếp tế bằng đường bộ cho khu vực Tây Bắc và chấn giữ vùng Thượng Lào là một vị trí chiến lược. Chiếm được Nà Sản tức là mở toang cánh cửa vào vùng Tây Bắc và Thượng Lào. Vì thế, ta và địch đều quyết tâm làm chủ cứ điểm này. Cứ điểm Nà Sản để bảo vệ cái cửa ngõ của Tây Bắc. Thì lần đầu tiên ta đánh thì nói chung cũng vượt quá cái khả năng của ta. Tinh thần anh em sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ nổ cái cứ điểm Nà Sản. Thế nhưng mà cái Nà Sản thì ta bị thương vong, đó ở trong phạm vi giới hạn nhất định cho phép trong vấn đề mà thực hiện nhiệm vụ. Tập đoàn cứ điểm là một hình thức phòng ngự mới của địch để ngăn chặn cái bước phát triển của quân đội ta trên đà tiến lên tác chiến quy mô lớn. Nhưng mà đến khi mà ta trưởng thành một bước thì cái hình thức cứ điểm lớn và ứng chiến lớn không đối phó nổi, thì địch bắt đầu xuất hiện hình thức tập đoàn cứ điểm, mà lần đầu tiên là xuất hiện ở Hòa Bình. Sau hai đợt ta tấn công Nà Sản, cuối năm 52, địch quyết định tăng cường cho cứ điểm hai tiểu đoàn thiện chiến nhằm giữ vị trí chiến lược này. Trước tình thế không cân bằng về lực lượng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Bắc quyết định lui quân để tìm hình thức tác chiến mới. Sau khi rút quân khỏi Tây Bắc, bộ đội ta về các cứ điểm tập kết, rút kinh nghiệm. Vì sao ta không san phẳng được Nà Sản? Đồng chí Trường Chinh đã trực tiếp chủ trì hội nghị chỉnh huấn, chỉnh quân. Bộ đội ta chưa có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm kiên cố, nhưng kinh nghiệm xương máu từ bài học Nà Sản sẽ giúp cho công tác chỉ huy tác chiến của chúng ta trưởng thành. Cuối năm 52, trong một hội nghị quân sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kiêm chỉ huy chiến dịch Tây Bắc đánh giá: Thu đông năm 52 là thu đông chiến thắng Tây Bắc. Đó là thắng lợi của ta trên con đường tiếp tục giành thế chủ động. Qua chiến dịch này đã rèn luyện cho bộ đội ta về kinh nghiệm, về kỹ thuật hợp đồng tác chiến, đánh cụm cứ điểm kiên cố. Kết thúc chiến dịch, chúng ta đã củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, củng cố lòng tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chủ tịch. Tin tưởng, kháng chiến nhất định thắng lợi.
Trải qua 8 năm kháng chiến, hình ảnh một Việt Nam chiến thắng thực dân được lan truyền đi khắp thế giới. Ở bất cứ nơi đâu, trên mọi diễn đàn, tên tuổi của Hồ Chí Minh như là một biểu tượng của phong trào đấu tranh vì hòa bình, vì độc lập dân tộc và dân chủ. Dư luận lên án chính phủ Pháp theo đuổi cuộc chiến vô nghĩa ở Đông Dương. Nhân dân Pháp bất bình vì tình trạng bắt lính kéo dài, đưa con em họ tới một chiến trường xa lạ để sống chết, tồn vong cho một mục đích không rõ ràng và vì một thứ danh dự phi lý.